Rồi, chào mọi người. Bây giờ mình lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cái máy bơm lốp xe ô tô của hãng Total. Đây là một cái dòng cải tiến nha anh em. Nó cải tiến ở chỗ nào một chút xíu mình sẽ cho anh em xem về cái cải tiến so với cái phiên bản cũ ha. Thì đây là cái máy bơm lốp xe 12V 140 PSI, có cái mã là TTAC1406 nha. Đó. Thì cái áp suất nó bơm là được 140 PSI nha, dòng điện 12V. Lưu lượng bơm nó là 35 lít nha. Đó, dòng của nó là 10A. Đây, dòng nó là 10A nha. Rồi phụ kiện nó gồm là ba cái đầu nối nha, ba cái đầu để chúng ta có thể bơm xe đạp nè, rồi bơm bong bóng nè. Rồi có thêm một cái đầu để cắm vô cái cọc bình ắc quy nữa. Rồi có thêm cái đèn LED. Nó sẽ nâng cấp ở chỗ nào mình sẽ khui ra chỉ anh em ha. Thì cái bơm này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 550.000 cho cái bơm này nha anh em. Hàng chính hãng của hãng Total được bảo hành 3 tháng trên đây nha, bảo hành 3 tháng rồi. Ok, hướng dẫn sử dụng nha, thẻ bảo hành đầy đủ ha. Và đây là cái máy đó. Cái máy đây, phụ kiện đây đó, rồi hết rồi. Thì về cái máy á, trên đây là một cái mọc xi dây này để khi chúng ta cắm vô cọc bình ô tô hoặc là xe máy thì chúng ta cắm vô đây để chúng ta bơm bánh xe nha. Đó, ô tô hoặc xe máy chúng ta đều bơm đều được đấy. Rồi còn về cái xung quanh của nó đây thì anh em thấy nó cải tiến thêm gì, nhất là cái chân nè, mình sẽ lấy chỉ cho cái những cái cải tiến cho anh em thấy nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái con bơm mẫu cũ về cho anh ra cho anh em xem. Đây, anh em xem mẫu cơm mẫu cũ nè. Mẫu cũ thì nó dùng cái dây á, là cái dây như thế này, còn này là dây cứng chết cho luôn. Cái dây này xịn hơn nè, cái dây mẫu mới này nó xịn và nó dài hơn, nó dài tới 1 gang nè, 2 gang, 3 gang, 4 gang luôn. Ở nó dài tới 80 luôn anh em ha, khoảng cỡ 80 cm á, rất là dài đấy. Nhất ưu điểm dây dài hơn, còn cái ông này cái dây ổng quắn vậy ha, cầm mỗi lần cầm rất là khó chịu đó. Rồi cái thứ hai nữa là nó lềm cái đường viền này nè, cái đường viền này nó sách rất là đẹp ha, rất là đẹp đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái thứ ba nữa là gì, cái đế ha, cái đế ở đây làm bằng cao su rất là thô, ông này ông lắm là chuyên nghiệp ha, rất là đẹp ha. Đây êm nha, cái này là êm luôn, còn cái đế này tất nhiên nó sẽ chạy không êm bằng này nha, không êm đó. Còn về cái lưu lượng bơm thì nó đều như nhau hết, nó đều là 140 PSI hết. Nó cải tiến thêm về cái body hình dáng bên ngoài ha, và cái đèn LED trên đây nó có đèn, ở đây thì không có đèn nha. Phía sau anh em nhìn phía sau nè, phía sau của cái hai bên hay một bên nó được thiết kế vậy, nó gắm vô đây, còn bên nó chỗ lũi giống vậy nè, nó rất là xấu nha, nó đã nâng cấp lên rồi em thấy không. Đó thì mặt trước này công tắc đây nó có đèn, còn mặt trước cái ông này ổng chưa lũi à, đó chưa lũi à. Thì cái chữ Total nằm bên hông, còn thằng này thì Total nó thiết kế viền nằm trên đây luôn nha, cái công tắc nằm ở đây đó, rất là đẹp luôn nha. Vì mẫu này hầu như mình đã chấm ha, về đây anh em thấy nè, đằng trước thì nó xấu hơn nhiều, còn này nó đẹp hơn đó. Thì cái giá này mình vẫn là 550.000 nha, giá trừ phí ship. Thì trên cái đồng hồ đây nó vẫn hiển thị ký trên đây, giống đồng hồ thì có hình cái mặt lồi á, mặt lồi chúng ta nhìn nó rõ hơn là cái này mặt phẳng nha. Đó, những cái này mặt phẳng nè, em thấy nhìn cái đồng hồ này, cái hai cái này đẹp hơn nè. Đó, đẹp hơn. Thì cái đồng hồ ở đây thì hiển thị ký và không một cái thị là như nhau ha, nó không gì khác hết đó. Thì nó có mấy cái điểm khác như vậy, thì hai cái này cái nào cũng đều có cái dây cắm bình hết nha, hai cái nào cũng đều có dây cắm bình hết nên đó. Quá trời đẹp ha. Còn cái motor thì mình thấy nó như nhau, em thấy cái motor thì cái đường kính nó như nhau thôi, còn hai cái đầu bơm thì cái đầu bơm nâng cấp nha anh em nè. Em thấy cái đầu bơm của thằng này được làm đây là như là bằng nhôm nó đúc nguyên khối vậy nè, đó nhôm nó đúc nguyên khối luôn nha. Ồ, nó cái đầu bơm nâng cấp rồi. Đây nhôm nguyên khối, còn thằng này ở trên đây á, là nhôm mà dạng như là cái nhôm này là nó không phải liền mà nhôm định hình á. Nè anh em thấy không? Cái viền nhôm định hình nè, ráp như nhôm định hình này vô. Còn cái này á, là nhôm nguyên khối luôn. Anh thấy không? Đây, nhôm nguyên khối đốt luôn nè.
Đó, cái đầu bơm này nâng cấp rồi ha. Nâng cấp đầu bơm rồi. Còn mạnh hơn như nào thì mình chưa thấy, cái thông số thực nó như nhau thôi, nó không có mạnh hơn nha. Đó, mình biết cái đầu bơm này có lẽ là nó sẽ tản nhiệt tốt hơn, ví dụ có thể vậy. Tại cái đầu là thiết kế bằng nhôm liền hết nhau nè. Đó nha. Rất là đẹp. Rồi, ok anh em á, so sánh cho anh em biết thì thôi. Đó. Phía sau đây thì nó có gắn thêm những cái đầu người ta bơm xe đạp rồi, bơm bong bóng. Bốn cái đầu ha, cái đầu này hai cái nè, đó, bơm banh nè. Nha, thiết kế như rất là đủ luôn. Nó bốn đầu luôn, 1 nè, 2 3 4. Bốn đầu để chúng ta có thể mà bơm đủ loại ha. Còn cái dây dài thì nó thích hợp cho chúng ta. Đó. Cái này cái đầu này cải tiến cái này anh em ha. Cái đầu này thì nó dùng đầu dặn. Nha. Cái đầu này thì dùng đầu dặn nên em mà mỗi lần mở ra nó hay xì một chút. Còn đầu này chúng ta mở dứt khoát hơn, như chúng ta gài vô thì nó sẽ ăn. Tôi chỉ cần gặt lên cái là hơi nó không xì. Trong khi cái ông này có khuyết điểm là khi mà chúng ta dặn ra từ từ thì nó sẽ xì. Đó. Những cái dòng xe này bơm xe ô tô 4 chỗ chuyện bình thường nha anh em. Bình thường nha, bơm những tất cả những dòng xe 4 chỗ đều bơm bình thường hết. 7 chỗ vẫn được nhưng mà nó hơi lâu. Nha, với một cái 140 psi thì bơm được nha, thoải mái, nhưng mà nó hơi lâu chứ nó không phải là bơm được đó. Nên anh em, ví dụ anh em mà xe 4 chỗ mình nhỏ gọn, mình chơi cái con này mình bỏ vô những cái cốp, những cái hầm sau cực kỳ thoải mái luôn, tại nó thiết kế dạng nhỏ để chúng ta bỏ vô hầm xe đó, hay bỏ vô hầm xe nào cũng phải có. Tại xe ô tô anh em để ý đi một thời gian là cho dù vỏ nó không bị lủng nó cũng vẫn bị xì nha, vỏ không lủng nó vẫn bị xì nha, nó bị mất một lượng khí nào đó nhất định trong đó. Thì chúng ta dùng cái này chúng ta bơm lên mỗi buổi sáng hoặc là gì đó, chúng ta nên kiểm tra lớp xe trước khi đi xuất phát ha, thì nó sẽ an toàn cho chúng ta hơn. Tại bây giờ anh em biết cao tốc thì nhiều, mà chạy đường cao tốc mà lớp nó không có đều ha, nó hoặc lớp non lớp mỏng thì lớp mềm thì nó dễ sinh tình trạng là nóng vỏ ha. Lớp mỏng thì nó sẽ nóng vỏ, bởi vì càng mỏng thì cái độ ma sát mặt đường càng lớn, chạy nóng vỏ nhiệt độ cao ha, là rất dễ bị nổ vỏ nha, và là cái độ mà mòn vỏ cực kỳ nguy hiểm luôn. Anh em nào có xe ô tô nên để ý cái đó nha, nên để ý. Ok, con bơm này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 550.000 nha anh em, giá chưa bao gồm phí ship. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Thì mấy hôm nay mình giao toàn là cho anh em, mấy anh em mà có đặt hàng thì đa phần mình giao con này hết đó nha, mấy hôm nay đó. Thì mấy hôm nay là anh em nào đặt hàng thì giá bao giờ mình giao con này hết, còn con kia mình không có về nữa. Cái con kia là con mẫu ha, mình không có về nữa ha, mình về mẫu mới nè, mình bán cho anh em ha, để anh em xài cho nó thoải mái một chút. Dù sao nó cũng đã cải tiến nâng cấp thì mình bảo đảm anh em là cái đầu bơm thì nó sẽ tốt hơn, nó xịn hơn và nó tiện ích hơn nhiều thứ mọi mặt ha, từ cái mẫu mã thiết kế cho đến cái công năng của nó thì mình bảo đảm là nó sẽ tốt hơn. Rồi, ok anh em. Review buổi tối không có mang bình để test ha. Cái này mình bán nhiều rồi. Ok, thì anh em có mua thôi. Còn mình làm một cái video test về cái bơm này, mình hẹn vào một cái dịp khác. Mình rảnh mình sẽ lấy xe ra mình bơm thử cho anh em xem coi nó bơm trong bao lâu nha, bơm trong bao lâu. Nhưng mà cái con này mình xài rồi, mấy con này mình xài hết rồi. Nha, đã xài hết rồi. Con nhỏ xíu vậy mà mình còn bơm thoải mái này, nói chung với con này. Con này chỉ chuyện nhỏ thôi. Nha, con này thì chuyện nhỏ thôi. Hàng đang có sẵn nha, anh em có nhu cầu mua qua cái hàng lái. Hiện tại bây giờ anh em chúng ta đi ô tô hầu như rất là nhiều, anh em nào cũng có ô tô hết á, giờ ô tô rẻ quá trời. Thì cũng có chiếc đi hết á, mà chúng ta phải trang bị an toàn cho ô tô vui lắm. Nếu mà anh em mà muốn an toàn về vấn đề lốp xe, chúng ta nên mua thêm một cái bộ cảm biến áp suất lốp nha. Bộ cảm biến áp suất lốp xe chúng ta để gắn ở bên trong hoặc bên ngoài. Chúng ta muốn tiết kiệm thì chúng ta gắn bên ngoài nha. Còn chúng ta mà muốn sang hơn thì gắn bên trong. Gắn bên trong thì nó đẹp hơn, thẩm mỹ hơn. Đó. Có hai dạng, bên trong thì nó mắc hơn, mấy triệu bộ quá, còn bên ngoài nó rẻ bèo. Bên ngoài có mấy trăm. Thì chúng ta gắn cái bộ cảm biến áp suất lốp đó, chỉ cần mỗi buổi sáng chúng ta nhìn trên cảm biến áp suất lốp thôi là chúng ta biết được lốp xe chúng ta thiếu hoặc đủ hay sao để chúng ta bơm nha. Và cảm biến áp suất lốp rất hay chỗ là bánh xe chúng ta xuống ở mức độ tầm khoảng cỡ 1 kg, nó xuống tầm khoảng cỡ 6-7 kg là tự động nó báo liền à, cứ tít liền à. Anh em có ô tô nên gắn cái đó rất là tiện lợi luôn, tại vì bây giờ đường xá mà đi cao tốc không à.
đó, nên cái cảm biến nó rất là quan trọng ha. Trước mắt là về quan trọng đầu tiên là lốp xe đó. Rồi ok anh em á, 550 ngàn giá trị gồm với ship. Rồi cảm ơn anh em ha, hẹn gặp lại. Liên hệ số điện thoại mua hàng bên dưới ha. Cảm ơn, xin chào.